Sôi nổi thi đua hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027, tuổi trẻ huyện Thuận Châu đang tích cực hưởng ứng thực hiện nhiều công trình phần việc vì cộng đồng, phát huy sức sáng tạo, tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ. Theo đó, đoàn các xã thị trấn trên địa bàn huyện Thuận Châu đẩy mạnh thực hiện phong trào bằng các hoạt động đa dạng và thiết thực. Các cơ sở đoàn và trực thuộc đã triển khai nhiều công trình thanh niên chào mừng đại hội đoàn các cấp, như là tổ chức các hoạt động về nông thôn mới, triển khai các công trình phần việc thanh niên gắn với việc triển khai nghị quyết của huyện Thuận Châu liên quan đến xóa nhà tạm, rồi là triển khai trồng đường hoa thanh niên trên khu du lịch đèo Pha Đin. Tính đến hết tháng 4 năm 2022, đã có 24 trên 29 xã thị trấn, 4 trên 9 chi đoàn khối cơ quan huyện, 6 trên 6 chi đoàn trường hoàn thành việc tổ chức đại hội đoàn cấp cơ sở. Đoàn xã chúng tôi đã được lựa chọn là đại hội điểm của huyện và đại hội cũng đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đoàn xã chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai với nhiều hoạt động và các công trình để chào mừng cho đại hội đại biểu đoàn các cấp. Trong thời gian tới thì Ban Thường vụ đoàn sẽ tiếp tục chỉ đạo lãnh đạo các cơ sở đoàn tổ chức đại hội đoàn các cấp để đảm bảo theo đúng tiến độ chỉ đạo của Ban Thường vụ tỉnh đoàn Sơn La, và sẽ tiếp tục triển khai nhiều phong trào hơn nữa gắn với việc chào mừng đại hội đoàn các cấp. Những công trình phần việc thanh niên hướng về Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp không chỉ tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đoàn viên thanh niên mà còn đóng góp tích cực cùng địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.